Mai Phương, hành trình từ hoa hậu bị bắt cóc đến cán bộ hải quan. Đăng quang một cuộc thi nhan sắc danh giá vào bậc nhất, nhưng Mai Phương không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác. Từ hoa hậu bỏ trốn. Hoa hậu Mai Phương sinh năm 1985 tại thành phố Cảng Hải Phòng. Năm 2002, cô đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người bởi Mai Phương có một thành tích học tập đáng nể. Lớp trưởng lớp chuyên lý trường Trần Phú, trường chuyên của Hải Phòng, đạt thành tích trong kỳ thi quốc gia. Trong suốt quá trình thi, Mai Phương cũng khẳng định được sự thông minh từ cách giao tiếp, lựa chọn trang phục tới việc trả lời ứng xử đêm chung kết. Năm 2002, nhiều người đánh giá cao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi ban giám khảo đã tìm ra được một hoa hậu có vẻ đẹp trí thức, đáng nể. Cũng nhờ chính bản lĩnh của một lớp trưởng thông minh nên dù là hoa hậu đầu tiên đi thi Hoa hậu thế giới, không có người hướng dẫn, sẻ chia kinh nghiệm, nhưng một mình trên đất khách, cô hoa hậu 18 tuổi đã đọ sức cùng bạn bè quốc tế và lọt vào top 20 hoa hậu thế giới. Lần đầu tiên thế giới biết tới và đánh giá cao nhan sắc Việt Nam. Có thể trong mắt nhiều người, Mai Phương không phải là một hoa hậu thực sự đẹp. Cô không có được nét dạng người như hoa hậu Ngọc Khánh, không có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện như Phan Thu Ngân, cũng không nền nã thuần Việt như Nguyễn Thị Hiền sau này. Thế nhưng, Mai Phương vẫn cuốn hút người đối diện và đứng cạnh các hoa hậu khác, dù cô không sành điệu bằng nhưng vẫn không hề lép vế. Đó là vì Mai Phương có cái duyên, nét duyên ngầm toát ra từ sự giản dị nhưng đầy sự tự tin của một hoa hậu giàu trí thức. Không giống như những người đẹp khác, sau khi đăng quang ngày càng hoàn thiện hình ảnh để dấn thân vào showbiz, Mai Phương vẫn vô cùng giản dị. Có khi cô xuất hiện đứng đắn trong những bộ đầm công sở, có khi lại khỏe khoắn trong quần jean và áo phông. Không chọn cách dấn thân vào showbiz để né tránh thị phi, nhưng năm 2003, Mai Phương khiến dư luận xôn xao trước việc mất tích của cô. Theo đó, dư luận đồn là cô bị Nguyễn Bình Khánh, trung úy công an Hải Phòng, bạn trai và là con của giám đốc sở công an thành phố Hải Phòng bắt cóc. Nhưng sau một tuần, Phạm Thị Mai Phương xuất hiện và nói rằng mình đi chơi xa với bạn mà không xin phép gia đình. Dư luận vẫn bàn tán có điều gì đó khuất tất trong thái độ và hành vi khó hiểu của hoa hậu Mai Phương. Cũng từ đây, cô nàng bị gắn mác hoa hậu bỏ trốn. Đến cán bộ hải quan. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mai Phương quyết định sang Anh du học về ngành quản trị kinh doanh. Và sau 4 năm, cô trở về nước cầm trong tay chiếc bằng tốt nghiệp loại ưu và trở thành một cán bộ hải quan. Cô nói đây là một nghề mà Phương cảm thấy hợp với những gì mình được học ở Anh. Năm 2008, Mai Phương kết hôn với một cán bộ cùng làm trong ngành với mình. Không lâu sau đó, tổ ấm của anh chị như rộn ràng hơn với sự xuất hiện của hai cậu con trai kháu khỉnh Hải Đông và Hải Long. Tâm sự về cuộc sống của mình, Mai Phương cho biết cô hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Showbiz không phải là điều mà hoa hậu lựa chọn. Với cô, tổ ấm gia đình mới là quan trọng nhất. Dù không được báo chí và khán giả nhắc đến nhiều như các hoa hậu khác, nhưng tôi không buồn. Thú thực tôi không để ý đến điều đó đâu. Tôi hài lòng với những gì mình đang có và luôn đặt trách nhiệm làm vợ, làm mẹ lên hàng đầu. Đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi quan niệm tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ, những đam mê cá nhân. Vì vậy bây giờ tôi dồn mọi tâm sức, vun vén xây dựng cho hạnh phúc gia đình bé nhỏ. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao? Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình, Mai Phương tâm sự. Quay lại khoảng thời gian năm 2002, người đẹp đất cảng Phạm Thị Mai Phương mang số báo danh 135 đã chiến thắng hàng ngàn thí sinh trên khắp cả nước để giành ngôi vị cao nhất. Cô là hoa hậu đầu tiên được đeo giải băng Hoa hậu Việt Nam, cũng là hoa hậu Việt Nam đầu tiên của thế kỷ 21. Đêm chung kết ngày 22 tháng 9 năm 2002 bùng nổ với hơn 5.000 khán giả ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh, đủ định vị thương hiệu Hoa hậu Việt Nam. Cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền từng chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi giản dựng một chương trình mà phải đầu tư trí óc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và đây cũng là chương trình tôi vận dụng toàn bộ kinh nghiệm, khả năng và trí tưởng tượng nhiều nhất." Người ta nhớ đến Huỳnh Phúc Điền chủ yếu trong vai trò đạo diễn sân khấu ca nhạc.
Nhưng ít ai biết rằng chương trình tâm đắc nhất, kỳ công nhất trong 39 năm cuộc đời ngắn ngủi của con người tài hoa này lại là Đêm Sắc Hương Nghê Thường 2002. Tôi đã có ý tưởng về đóa hoa sen từ rất lâu, bên cạnh đó là hình ảnh một người con gái đẹp bước ra từ đài hoa. Hình ảnh đó gợi lên không khí thật cổ tích và thần thoại. Từ đêm cổ tích và thần thoại ấy, Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong chính thức mang tên gọi mới Hoa hậu Việt Nam. Theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, chưa bao giờ có cuộc thi nào là Hoa hậu báo Tiền Phong. Đó chẳng qua là cách gọi tắt của một số khán giả. Anh giải thích, cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam Thống nhất năm 1988 mang tên Hoa hậu Hội báo Tiền Phong. Đến năm 1990, cuộc thi chuyển tên mới Hoa hậu Toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức. Từ năm 1992 đến năm 2000 đều gọi như vậy. Tức là đơn vị khởi xướng và tổ chức cuộc thi đã xác định rõ ràng tầm vóc cuộc thi từ rất sớm thông qua tên gọi. Nhưng hành trình để được công nhận là cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên cùng tấm danh thiếp mới Hoa hậu Việt Nam là một chặng đường chinh phục dài lâu với hơn 10 năm trải qua 7 lần tổ chức thi Hoa hậu thành công, tạo uy tín mạnh mẽ trong và ngoài nước. Từ buổi ban đầu đầy bỡ ngỡ của Hoa hậu Hội báo Tiền Phong 1988, cuộc thi đã lớn mạnh nhanh chóng, trở thành một sân chơi thu hút người trẻ. Xin điểm qua một vài con số ấn tượng. Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 5 năm 1996 có gần 3.000 thí sinh tham gia. Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 6 năm 1998 thu hút hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi trên cả nước. Đến năm 2002, cuộc thi Nhan sắc lần thứ 8 do báo Tiền Phong tổ chức mang tên gọi mới Hoa hậu Việt Nam cũng đã thu hút hơn 2.000 hồ sơ đăng ký trên phạm vi cả nước, nhận được sự hưởng ứng của dư luận trong và ngoài nước với con số sấp xỉ 2.000 câu hỏi cho phần thi ứng xử của khán giả từ khắp nơi gửi về. Một cuộc thi được hưởng ứng lớn trong một thời kỳ chưa phát triển về truyền thông chỉ có thể đạt được nhờ uy tín, chất lượng. Năm 2002, Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong được công nhận là cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia mang tên gọi mới Hoa hậu Việt Nam đã không tạo ra bất kể một tranh cãi nào trong dư luận xã hội thời bấy giờ. Mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam mang chuông đi đánh sứ người ở cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới Miss World chính là Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương. Nằm trong top 20 chung cuộc, Hoa hậu Mai Phương đã tạo bước khởi đầu tốt đẹp để những mỹ nhân Việt sau này tự tin bước vào đấu trường sắc đẹp quốc tế.